hàng trăm người bao vây bà Phương Hằng như siêu sao. Bà Phương Hằng xuất hiện tại Đại Nam với hàng chục bảo vệ đi cạnh tạo thành hàng rào, kìm hãm đám đông muốn tiếp cận idol. Mới đây, trên mạng lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh bà chủ Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng bước xuống từ siêu xe trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Xem clip, nhiều người tưởng đây là buổi fan meeting của một ngôi sao nổi tiếng. Trong clip, khi chiếc xế xịn cả bà Phương Hằng vừa dừng lại, hàng trăm người hâm mộ đứng bao quanh, vẫy tay đón chào nồng nhiệt. Để đảm bảo an toàn cho bà chủ, hàng chục bảo vệ phải tạo thành hàng rào, cố gắng ngăn cản đám đông phấn khích. Trước sự chào đón của du khách, nữ đại gia Bình Dương tỏ ra vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện. Theo một số cư dân mạng, trong buổi giao lưu này, một số người hâm mộ đề nghị cho sờ thử viên kim cương trên tay. Bà Phương Hằng rất thoải mái đồng ý. Dù vệ sĩ đi cạnh đã có ý nhắc nhở nhưng nữ đại gia lại lách sang bên cạnh chiều fan, cười tươi rói chụp ảnh. Hành động dễ thương của bà Phương Hằng khiến mọi người thích thú. Đoạn clip sau một ngày đăng tải đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng khoái chí trước cái nắm tay 50 tỷ với idol của mình. Bà Phương Hằng mở của khu du lịch Đại Nam tri ân đặc biệt dành cho fan cứng. Sau hơn nửa năm cửa vì dịch bệnh, thậm chí còn trưng dụng làm nơi ở phòng dịch của nhiều công nhân, giờ đây khu du lịch 6.000 tỷ Đại Nam mở cửa trở lại. Động thái này đã dập tan tin đồn về việc khu du lịch Đại Nam của đại gia Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng đóng cửa do làm ăn thua lỗ, bán lại cho người khác. Thư ký của bà chủ Đại Nam viết, quý du khách thân mến, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương, từ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2021, khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại đón chào quý du khách thập phương và đặc biệt miễn phí vé cổng khu du lịch cho tất cả du khách đến tham quan. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý du khách đã chọn Đại Nam là điểm đến tham quan vui chơi cùng gia đình, người thân và bè bạn trong suốt hơn một thập kỷ qua để chung tay cùng Đại Nam chuyển hóa những tấm vé của quý du khách thành những giá trị nhân văn đóng góp cho cộng đồng. Dù mở cửa rộng rãi, chào đón tất cả mọi người đến Đại Nam, nhưng khu du lịch cũng không quên thông báo những quy định phòng dịch. Nữ CEO ngoài là một doanh nhân còn nổi danh trên mạng xã hội với tư cách sở chi mơ thu hút lượng theo dõi lớn. Từ khi giãn cách xã hội còn căng thẳng, nhiều người đã hò hẹn sẽ lập team đến Đại Nam với mong muốn gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt. Trước đó trong một lần livestream, nữ CEO hứa hẹn, nếu Đại Nam cho mở cửa, tôi sẽ tiếp đón mọi người. Nếu mọi người quen với tôi sẽ mời đàng hoàng. Đăng ký giúp tôi, cho tôi số chứng minh nhân dân, tấm hình, tôi sẽ có khu vực riêng để tiếp mọi người. Được biết theo thông tin mới nhất, hiện tại bên trong khu du lịch Đại Nam đã ồn ào tiếng động cơ rồi, rất có thể trường đua Đại Nam cũng sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan.